nghe nhạc đôn chề, đau hết cả đầu. Để gọi bác sĩ Hải cho em nhá. Hả? Đau đầu đi. Ơi, chị ba. Sướng khổ tại tâm. Bạn cho nó là sướng thì nó là sướng, mà cho nó là khổ thì nó là khổ. Rồi. Em ơi, đưa chị cái điện thoại. Sao em lại gọi anh là em? Em trên trẻ trâu chứ gì. Anh nhỏ tuổi hơn thì làm em đúng rồi còn gì. Oh, em hết thua anh rồi. Thôi được rồi, anh được chưa? Rồi. Ôi, áo này đẹp này anh. Mua về bọn mình mặc chung được đấy. Đẹp thật, nhưng mà anh hết tiền rồi đấy nhá. Rồi, em trả được chưa? Thế thì anh lấy thêm cả cái này nữa. Toàn sản phẩm mới, kimono, áo sơ mi, áo phông, quần váy. Nhìn lấy chỗ này nhá. Dạ, Unique đang có chương trình lì xì năm mới. Bạn bao nhiêu tuổi, giảm bấy nhiêu phần trăm. Vậy lấy thẻ của chị đi, chị 25 tuổi, lớn hơn em 14 tuổi. Vâng, vậy hóa đơn của mình được giảm 25% ạ. Chị cảm ơn nhé.